xin chào tất cả các em hôm nay chúng ta sẽ đi qua cái tiết học tiếp theo à, ở trong cái chuyên đề liên quan về ánh xạ tuyến tính và trong cái tiết học này thì chúng ta sẽ nghiên cứu về hai cái nội dung à, rất là quan trọng của ánh xạ tuyến tính à, đó chính là ảnh và nhân của một cái ánh xạ tuyến tính thế thì trước khi đi qua một số các bài tập liên quan về ảnh và nhân của ánh xạ tuyến tính ấy, thì ta cần phải nắm một số các cái lý thuyết hết sức cơ bản à, về ảnh và nhân ở đây cái cái nội dung à, lý thuyết đầu tiên mà chúng ta cần phải nắm đó là định nghĩa về ảnh và nhân của một ánh xạ tuyến tính nó như thế nào. Người ta cho f là một ánh xạ tuyến tính đi từ không gian vectơ x vào không gian vectơ y. Thế thì lúc này cái tập hợp à, gồm tất cả những cái phần tử y trong cái không gian vectơ y, hay còn gọi là những cái vectơ y trong cái không gian vectơ y này mà sao cho tồn tại à, những cái vectơ x trong x để cho fx bằng y. Thì lúc này cái tập hợp này này, người ta gọi nó là ảnh của của f. À, nó chính là cái tập hợp F của X lớn và người ta ký hiệu nó chính là Imf à, có nghĩa là một cách minh họa nôm na là như này ở đây ta có một cái không gian với X và ở đây ta có không gian vectơ Y nha yeah. thế thì lúc này tập hợp tất cả những cái à, cái phần tử Fx mà trong đó x thuộc X thì qua bên này nó sẽ biến thành một cái tập con à, trong cái không gian với Y này nó biến cái này tất cả những cái cái phần tử trong X nha à, đấy các em để ý như vậy thì lúc này cái tập hợp này người ta ký hiệu nó là Imf và à, người ta gọi nó là ảnh của à, của của f à, thế thì lúc này cái tập hợp Imf này nè à, cùng với hai cái phép toán trong y thì nó sẽ tạo thành một cái không gian vector con của y nha nó tạo thành không gian vector con của y và lúc này nếu như y nó là một cái không gian vector hữu hạn chiều thì cái Imf của nó cũng là một không gian vector hữu hạn chiều và chiều của nó thì được gọi là hạng của f được chưa nè và người ta ký hiệu là RANF à, có một số các cái tài liệu khác thì người ta ký hiệu là RF không thôi đấy ký hiệu như thế này thì tất nhiên đang tùy à, tùy tài liệu nha cái tập hợp thứ hai à, mà người ta định nghĩa à, ở trong cái phần này đó chính là nhân à, của một cái xạ tuyến tính, tính. thế thì tập hợp từ gồm tất cả những cái vector x trong x mà sao cho f của x nó bằng vector không trong y thì cái tập hợp đó người ta ký hiệu là f à, kf hay nói chính là trừ f trừ 1 của cái cái tập hợp gồm cái vector không của y này này đấy đấy hay nói cách khác là như thế này nôm na nó là như thế này có nghĩa là à, đây là cái không gian vector x và đây là không gian vector y và trong không gian vector y thì nó có cái vector không của chỗ này thế thì tập hợp ở trong này nó sẽ có một cái tập con gồm tất cả những cái vector x nha mà khi biến qua bên này á, đấy thì nó thành cái à, thành cái vector không của y thôi đấy thì cái tập hợp này này người ta ký hiệu nó là k của f được chưa đó k f và người ta gọi nó là nhân của cả ánh xạ tuyến tính f đi từ x với y này Đấy, người ta gọi nó là nhân và trong cái trường hợp à, nếu như cái x này là một cái không gian với hữu hạn chiều thì cái k f này này nó cũng là một cái không gian với con của x và nó cũng cũng sẽ là một không gian với hữu hạn chiều và cái số chiều của cái kf đó người ta gọi nó là số khuyết của f nha à, số của f và người ta ký hiệu à, bằng một cái à, con số và viết tắt nó chính là df của f đẹp à, của f. các em để ý rằng là ở đây chúng ta có một vài cái à, chú ý à, rất là cơ bản sau khi người ta đưa ra định nghĩa về nhân và ảnh của cái ảnh xạ tuyến tính. Đó là gì? Đó là ran f thì luôn luôn là bé hơn bằng dim vì cái này rõ ràng là chúng ta biết là ran f nó chính là chiều của imf phải không? chiều của MF mà yf nó là không gian với con của y như vậy chiều của nó chắc chắn phải bé hơn bằng chiều của y nha còn cái chuyện mà nó lớn bằng không thì hiển nhiên rồi cái thứ hai là depth của f depth của f thì nó là chiều của kf mà chiều của kf kf là không gian với con của x cho nên là depth của f thì chắc chắn nó phải bé hơn bằng chiều của x được chưa nào đây là hai cái tính chất à, cơ bản ban đầu cái thứ hai nữa là gì cái thứ hai nữa ở đây người ta nói rằng là nếu x là một cái không gian với hữu hàng chiều đó thì người ta bảo rằng là cái chiều của x cái này à, chiều của không gian vectơ x nó sẽ được tính bằng tổng hai cái chiều của imf và chiều của kf hay còn gọi là nó bằng à, df cộng với ran của f được chưa nào đấy thì à, cái đẳng thức này nó cho chúng ta một cái thông tin về mối liên hệ giữa chiều của cái không gian vectơ x này với à, chiều của imf và chiều của kf à, đó là cái à, nội dung lý thuyết cơ bản đầu tiên được chưa nào? Đấy như vậy ở đây thì nhắc lại một lần nữa, nếu như ta có một anh xạ tiến tính, tính thì bao giờ chúng ta cũng có hai cái không gian vector con à, tương ứng trong y và tương ứng trong x, à, một cái nó gọi là à, imf và một cái người ta gọi là kf. Và những cái không gian vector con này thì nó có cái chiều và liên quan đến cái không gian à, vector x tương ứng đó là theo cái đẳng thức dim x thì bằng là Depth của f cộng với ran của f cái nội dung lý thuyết thứ hai à, nó liên quan đến cái à, mối quan hệ giữa KF, IMF và cái à, tính đơn ánh, toàn ánh và song ánh của cánh xạ tuyến tính f. ở đây người ta định nghĩa các khái niệm về đơn cấu, toàn cấu và đẳng cấu như sau. ở đây cho f đi từ x vào y là một ánh xạ tuyến tính và cái ánh xạ tuyến tính f được gọi là đơn cấu khi và chỉ khi bản thân cánh xạ f này nó là một đơn ánh, một đơn ánh. À, viết theo định nghĩa của ánh xạ thì có nghĩa là nó như thế này đây à, có nghĩa là nếu như f của a mà bằng f của b đó thì người ta suy ra được a bằng b với a b ở đây là những cái vector nằm trong cái không gian vector x rồi cái ánh xạ tuyến tính f được gọi là toàn cấu khi và chỉ khi bản thân cái ánh xạ f này nó là một cái toàn ánh toàn ánh có nghĩa là f của x nó sẽ lấp đầy cái không gian vector y này hay nói khác là lúc này là f của x sẽ bằng y không à hay nó khác là Im của f sẽ bằng y. Rồi cái thứ ba nữa là cái khái niệm về đẳng cấu. Một cái ánh xạ tuyến tính f đi từ x vào y nó được gọi là một cái đẳng cấu khi và chỉ khi bản thân nó vừa là đơn cấu vừa là toàn cấu. Và lúc này nếu như nó tồn tại một cái đẳng cấu đi từ x vào y thì lúc này người ta ký hiệu x đẳng cấu với y như thế này. Đây là cái cách để chúng ta ký hiệu x và y là đẳng cấu với nhau. À, đây là một số các cái đề nghị á, à, liên quan về các cái tính chất của một cái ánh sáng tuyến tính. À. Thế bây giờ vấn đề đặt ra là với những cái ánh sáng tuyến tính mà nó là đơn cấu, toàn cấu và đẳng cấu thì nó có mối liên hệ gì với cái khái niệm liên quan về ảnh và và nhân của nó. Thì ở đây chúng ta có một số các tính chất à, rất là quan trọng được sử dụng khá là nhiều trong cái phần bài tập. À, cái tính chất đầu tiên à, được áp dụng cho những cái à, đơn cấu. À hay còn gọi là cách để chúng ta nhận diện một ánh xạ tuyến tính có phải là đơn cấu hay không. Ở đây người ta cho F đi từ x vào y là một ánh xạ tuyến tính và x là một không gian vector hữu hàng chiều nha. Thì khi đó các điều kiện sau đây là tương đương. Thứ nhất, F là đơn cấu. Nha, F là đơn cấu. Đơn cấu có nghĩa là bản thân ánh xạ tuyến tính này nó là một cái đơn ánh. thì cái điều này nó sẽ tương đương với cái k của F nó sẽ là bằng cái không gian vector không. Có nghĩa là chỉ có một cái vector không thôi. À, k của f là tạo hợp gồm tất cả những cái vector x trong x mà sao cho f của x nó bằng Vector không trong y đó à, rồi à, tiếp theo khi k của f mà bằng không thì cái này này nó cũng còn tương đương với à, là đẹp của f đép của f có nghĩa là gì các bạn? là chiều của kf đó đép của f là bằng à, đây đép của f này đây, là nó bằng không hai cái này nó cũng tương đương với nhau nha rồi cái à, điều kiện tương đương thứ ba đó là F nó sẽ biến mọi hệ vectơ độc lập tuyến tính à, ở trong X. Ở trong X nha, chứ không phải ở trong F đâu. Thành một hệ vectơ độc lập tuyến tính ở trong Y. Đấy, thành hệ vectơ độc lập tuyến tính Y. Có nghĩa là một khi nó đã là đơn ánh rồi thì nó sẽ biến hệ vectơ độc lập tuyến tính trong cái không gian này thành hệ vectơ độc lập tuyến tính trong không gian vectơ kia. À, rồi cái thứ tư à, đó là gì? À, nếu như U là một cái không gian vectơ con của X thì lúc này dim của U và dim của F U là bằng nhau. À, cái điều này là hiển nhiên vì cái trường hợp 3 này Nó cho chúng ta biết rằng là mọi hệ vector độc lập tuyến tính trong X Sẽ biến thành một hệ vector độc lập tuyến tính đồng Y Điều đó có nghĩa là số vector độc lập tuyến tính Hay nói khác nó sẽ biến một cái cơ sở của U này Thành một cái cơ sở của FU Đúng không? FU à, Và do đó chiều của U và chiều của FU là bằng nhau Và cái điều kiện tương đương thứ năm đó là RAN của F nó sẽ bằng DIM của X RAN của F bằng DIM của X Thì cái này nó rõ ràng thôi vì lý do là RAN của F nó chính là chiều của cái này nó chính là chiều của gì cao chiều của imf đúng không đại chiều của imf có nghĩa là bằng chiều của gì chiều của fx đấy, chiều của fx mà do x nó là đơn cấu cho nên đêm của fx và đêm của x nó bằng nhau đấy cái tính chất này tính chất 4 này nó đã quy định rồi đúng không đấy có nghĩa là giữa u và fu là cái chiều nó bằng nhau cho nên là fx và x là chiều bằng nhau hay nói khác là ran của f và điểm x là như nhau đây chính là năm cái đặc điểm để chúng ta biết rằng một cái ánh xạ tuyến tính nó có là đơn cấu hay không đi chơi nào đấy và năm cái cái mệnh đề này là tương đương với nhau nha các em đó rồi cái tính chất thứ hai đó là cái tính chất mà nó được áp dụng cho toàn cấu áp dụng cho toàn cấu đó là người ta cho f đi từ x vào y là một ánh xạ tuyến tính và x ở đây nó cũng là một cái không gian với tài hữu hàng chiều thì khi đó các cái điều kiện sau đây được gọi là tương đương thứ nhất f là toàn cấu nha f là toàn cao toàn cao ở đây có nghĩa rằng là gì nào toàn cao ở đây có nghĩa rằng là f của x ấy. nó bằng toàn bộ cái không gian với tay y luôn ha à. đây nó gọi là toàn cao à, thế thì ta biết rằng là f của x bản chất của nó chính là imf đúng không bản chất của nó chính là imf cho nên rằng f là toàn cao thì tương đương với imf nó chính là bằng y và một khi imf mà bằng y rồi ấy, thì hiển nhiên là chiều của cái imf này nè và chiều của y là phải bằng nhau không? Có nghĩa là ran của f và ran của à, và dim của y là phải bằng nhau. Rồi, tiếp theo là f nó sẽ biến mọi cái hệ sinh trong các không gian vector x này, này thành một cái hệ sinh trong không gian vector y. Có nghĩa là bên này là hệ sinh của cái không gian vector x thì biến qua bên này nó sẽ ra thành hệ sinh của không gian vector y. Hai nói cách khác đó là gì? Nếu ta cho u là một cái không gian vector con hay còn gọi là gì? À, không gian vector con của của x đi, ha. đấy không gian của con của x. Thế thì khi ta lấy f qua, à, thì u này nó sẽ trở thành một cái không gian của con của y, đúng không? Và lúc này à, mọi cái hệ sinh của u này biến qua bên này thì nó sẽ thành hệ sinh của f. Đấy, các em để ý như vậy. Có nghĩa là nó không những đúng trong cái trường hợp là hệ sinh của toàn bộ cái không gian vector x mà nó áp dụng cho các trường hợp là những cái không gian vector con này đều được có nghĩa là nếu như ta ta có một cái hệ sinh của không gian vector u rồi thì khi ta biến nó qua cái à, ánh xạ tuyến tính f thì nó sẽ thành một cái hệ sinh của không gian vector con f u Đấy, các em để ý như thế và cái à, à, tính chất thứ ba đó là gì người ta bảo rằng là cho x và y là hai cái không gian vector hữu hạn chiều mình nhớ ở đây chúng ta là phải có tính chất hữu hạn chiều nha các em thì khi đó x và y nó đẳng cấu với nhau khi và chỉ khi là hai cái chiều nó bằng nhau được trên nào. Đại, còn à, trường hợp mà x và y là những cái không gian vector vô hạn chiều thì ở đây chúng ta à, ta không nói tới. À, trường hợp nó vô hạn chiều thì à, thì thì à, nó đẳng cấu với nhau mà khi khi điểm x bằng điểm y là chưa chắc. Cái này ta không xét. Cái trường hợp đó ta không nói. Đây là những cái à, lý thuyết cơ bản liên quan về à, cái đơn cấu, toàn cấu và đẳng cấu à, giữa hai cái không gian vector à, và một số các cái à, à, lý thuyết cơ bản liên quan về ảnh và nhân của một cái ảnh xạ tuyến tính Được chưa nào? Đấy là một số các cái lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ đi qua một vài cái dạng bài tập à, liên quan về cái phần ảnh và nhân của một cái ảnh xạ tuyến tính Thế thì trong với cái những phần lý thuyết này này thì chúng ta sẽ bắt gặp ba cái dạng bài tập. Cái dạng đầu tiên đó là tìm hạng của ảnh xạ tuyến tính có nghĩa là chiều của IMF. À, cái dạng thứ hai đó là tìm số khuyết của ảnh xạ tuyến tính có nghĩa là chiều của kf và cái dạng bài tập thứ ba đó là nhận diện một cái ánh sáng tuyến tính có phải là đơn cấu toàn cấu hay là đẳng cấu hay không được chưa nè đấy bây giờ ta sẽ qua cái dạng bài tập đầu tiên cái dạng bài tập này đó là dạng bài tập tìm hạng của một cái ánh sáng tuyến tính à, hạng của ánh sáng tuyến tính đó chính là tìm chiều của gì các em imf ha à, chiều của imf họ có nghĩa là bằng tính à, chiều của gì chiều của fx ha à, với x ở đây nó chính là cái không gian vector À, của cái tập nguồn F đi từ X vào Y được chưa? Đấy. Rồi thế thì bây giờ muốn tìm hạng của một cái ánh sản tuyến tính F đi từ X vào Y đó mà trong khi đó ở đây là chiều của cái không gian vector x người ta cho là bằng n rồi có nghĩa là trong cái trường hợp x nó là một không gian vector hữu hạn chiều và có chiều bằng n rồi thì để đi tìm chiều của à, imf hay nói khác là tìm hạng của anh sản tuyến tính f ấy, thì chúng ta làm thế nào thì chúng ta công việc chúng ta làm như này nè các em đầu tiên là bước 1 là các em phải chọn ra cho thầy một cái cơ sở của cái không gian vector x này trước, được chưa? Ví dụ như là cái không gian vector x này nó có chiều là n như vậy chắc chắn nó sẽ có ít nhất một cái cơ sở và có số lượng vector trong đó là n vector. Cái thứ hai nữa là sau khi mà xác định được cơ sở của không gian vector x rồi thì bắt đầu các em sẽ tính các cái fv1, vân vân, fvn này. Thì những cái vector này nó sẽ thuộc vào fx, đúng chưa? Đấy, nó thuộc vào fx và yeah, hai cái nó khác nó chính là nó thuộc vào im của F ấy, không? im của F. Rồi thế thì các em để ý rằng là cái hạng của cái hệ vector từ F1 cho đến FV đây FV1 đến FVN đây này các hạng của cái hệ vector này nó sẽ chính là ran F có nghĩa là chiều của cái cái im F này vì các em để ý rằng là im F nó nhận cái hệ này là hệ sinh có nghĩa là F của V1 này đấy vân vân cho đến f của vn đã. đó như vậy thì ta sẽ suy ra được rằng là gì à ta suy ra được rằng là muốn tìm cái hạng của f thì các em chỉ cần tìm hạng của cái hệ vector này thôi à, mà trong cái phần trong các tiết học trước mà chúng ta muốn biết hạng của một hệ vector ta làm thế nào đó thì các em sẽ quay lại cái phần lý thuyết đấy à, công việc đầu tiên chúng ta là sắp các cái vector này theo thành các cái dòng đúng không hoặc là trên một cái cơ sở nào đó ta sắp cái tọa độ của nó thành một dòng và ta sẽ làm gì ta đưa cái ma trận này thành một cái ma trận mặt thân dòng bằng các phép biến đổi sơ cấp dòng đúng chưa đấy ma trận mặt thân dòng và ta đếm cái số dòng khác không trong cái ma trận cuối này nè thì ta sẽ biết được ngay là cái hạng của cái hệ vector này bằng bao nhiêu và khi ta biết được hạng của hệ vector này bằng bao nhiêu thì chúng ta sẽ được lần là hạng của f thôi nó cũng khá là đơn giản rồi bây giờ câu hỏi đặt ra tiếp theo đó là gì à, là khi mà ta biết được hạng của f rồi á, thì chúng ta sẽ làm tiếp một cái công đoạn đó là đi tìm à, cái cơ sở của imf cơ sở imf thì cơ sở của imf nó chính là cơ sở của cái hệ vector này mà thôi đúng không từ f1 cho à, fv1 cho đến FVN cho nên ở đây người ta có cho chúng ta một cái chú ý à, để tìm hay là chỉ ra một cái cơ sở của imf á, Người ta chỉ cần chỉ ra một cái cơ sở của cái hệ vector này là được được chưa? Thế thì cơ sở của hệ vector chính là gì? Là số vector độc lập tuyến tính tối đại trong cái hệ vector này. Đấy, các em sẽ chọn cho thầy cái cái số vector độc lập tuyến tính à, trong cái hệ vector đã cho thì ta sẽ tìm được cái cơ sở của hệ F thôi. À, ngoài ra, à, ngoài ra thì để tìm ran của F ấy, chúng ta còn có thể dựa vào cái công thức này. Đây, à, trong cái phần lưu thuyết hồi nãy chúng ta đã nói với nhau rằng là gì? Nếu trong cái trường hợp cái không gian vector x nó là một không gian vector hữu hàng chiều đó, thì lúc này chúng ta sẽ có ngay một đẳng thức đó là dim của x và đếp f ran f nó có quan hệ với nhau theo cái đẳng thức này Đúng. Ừ. nhưng mà trong cái trường hợp nếu mà ran của f mà muốn tìm trong khi đó là dim x là nó cho bằng n rồi và nếu như đếp f là ta biết được ha ta biết được thì ta tìm được ran của f ngay đó là cách để đi xác định và ta dựa vào cái đẳng thức này để ta tìm Đã, tất nhiên đều được cả phải không đấy đó là cái phương pháp và để à, áp dụng các phương pháp này vào trong cái việc tìm hạn của một cái ảnh xạ tuyến tính ấy, thì chúng ta sẽ giải quyết ngay cái bài tập đầu tiên hay còn gọi là cái ví dụ đầu tiên để chúng ta làm quen với kỹ thuật này đây nhé các em đầu tiên là người ta cho chúng ta một cái ảnh xạ tuyến tính đi từ cái không gian vector R 3 vào không gian vector R 4 và cánh xạ tuyến tính này nó được xác định bằng các cái à, cái công thức ở dưới đây f của cái vector 100 á là qua bên này nó thành 1122 này. F của vector 101 qua bên này nó thành 2356 này. F của vector 01 à 001 nó thành cái vector 4590. Thế thì các em để ý vào này này, cái vector đầu tiên là vector là 1 à đây là R3 nhá. À, ta sẽ biểu diễn như thế này cho nó dễ thấy này, đây là R4 này. Được chưa? Rồi, bây giờ các em để ý này, cái vector chỗ này là vector 100 được chưa? Qua cái ánh xạ tuyến tính F ấy, thì nó sẽ biến thành cái vector ở đây nó có tọa độ là 1 1 2 2. Được chưa? Rồi, tiếp tục cái vector này nó sẽ là 1 à, 0 1 0 hả? 0 1 0. Thế thì qua pin này nó sẽ thành là cái vector có tọa độ là à 2 3 5 6. Đấy, 2 3 5 6. Rồi tiếp cái vector tiếp theo là 0 0 1 Đấy, 001. Thì qua bên này nó sẽ là cái vector có tọa độ là 4590. Được chưa? 90. Ok chưa nào? Đấy. Thế thì các em thấy nè, ba cái vector này, ba cái vector này nó chính là một cơ sở của R3 chưa? Như vậy công việc đầu tiên là bước 1 là chọn ra một cơ sở của X, nghĩa là không chọn ra một cơ sở của R3 là chúng ta đã tìm ra rồi nè. Đúng không? Đây, ba vector này. Rồi bước thứ hai là đi tính các cái F của V1 vân vân từ F của VN có nghĩa là thực hiện bước thứ hai thì F của cái V1 V2 V3 này nó chính là ba cái vector này đây như vậy có công việc thứ hai này nó cũng đã tính sẵn cho chúng ta rồi và để tìm hạng của F thì chúng ta tìm hạng của cái hệ vector từ F1 đến F à, Fv1 cho đến Fvn đúng không có nghĩa là ta đi tìm hạng của hệ vector này này được chưa đấy như vậy muốn tìm hạng của cái ánh xạ tuyến tính đến F này chúng ta tìm hạng của hệ ba vector này thôi do đó để tìm hạng của hệ ba vector này thì chúng ta cứ sắp các cái vector này theo thành là À, 3 dòng đúng không đây cái này là 2 3 năm này 6 này đó rồi ta sắp là 4 5 9 này được chưa đó đó các em sắp thành một cái ma trận dùng phép biến đổi sơ cấp dòng nhé. sơ cấp dòng nhé đấy ta đưa cái ma trận này về ma trận bậc thân dòng chẳng hạn như ví dụ như từ đây á thì các em sẽ à, lấy cái con một này khử cho con một này phải không à, con hai này bằng cách là nhân cái dòng một này cho một lượng từ 2 hai ta cộng xuống á thì ta được cái ma trận à, tiếp theo nó như sau cái em nhân trừ 2 cộng xuống thì cái này nó bằng 0 này à, nhân trừ 2 cộng xuống thì là 1 nhân trừ 2 cộng xuống thì nó là 1 nhân trừ 2 cộng xuống thì nó là 2 đúng chưa rồi tiếp tục ta nhân trừ 4 ta cộng xuống dòng 3 thì cái này nó là 0 này đó nhân trừ 4 ta cộng xuống này nó là 1 này nhân trừ 4 cộng xuống này nó là 1 luôn này à, nhân trừ 4 cộng xuống này thì nó sẽ là 2 này đúng chưa đó tiếp tục để đưa cái ma trận này về ma trận bậc thang thì ta tiếp tục lấy con một này khử cho con một này nghĩa là ta lấy dòng 2 nhân trừ một ta cộng dòng 3 thì ta được một cái ma trận tiếp theo nó có dạng như sau à, cái này là không một một hai và ta nhân trừ một ta cộng xuống dòng 3 thì cái này nó thành không hết và sau khi mà ta dùng phép biến đổi sẽ cấp dòng thì ta sẽ được cái ma trận cuối cùng này nó là một ma trận bậc thang và cái ma trận này nó chỉ có hai dòng khác không thôi điều đó có nghĩa là hạng của cái ma trận này là nó bằng bằng 2 được chưa đây ta gọi đây là mặt bằng a của chúng ta nha đấy như vậy là hạng của các hệ vector à, gồm có f uh, v1 fv2 fv3 đúng không à, cái hệ vector này nó có hạng bằng 2 cho nên ta kết luận ran f được chưa ran f là bằng 2 nha và đề bài toán ở đây nó nói là hãy chỉ ra một cơ sở của imf như vậy cơ sở của imf chính là những vector mà độc lập tuyến tính ở trong cái cái, cái hệ vector này thôi. ví dụ như ở đây các em sẽ thấy rằng là à, hạng của nó bằng hai, điều đó có nghĩa là ta phải chọn trong cái hệ này hai cái vector độc lập tuyến tính với nhau là được. Thế ví dụ các em thấy rằng là cái hệ này này, hai cái vector đầu tiên này, này thì cái hai cái vector này nó sẽ là hai vector độc lập tuyến tính, à, rất là dễ thôi. vì sao? vì hai cái vector này nếu mà ta sắp thành cái ma trận gồm có hai dòng thì dùng phép biến đổi sẽ cấp dòng từ hai cái vector đó nó sẽ thành một cái ma trận à, tương đương như thế này và đây là ma trận bậc thang có hai dòng không à, đấy cho nên là gì à, cho nên là cái hệ vector này nó độc lập tuyến tính và đây trở thành cơ sở của imf được chưa đấy nó chính là cơ sở của cái imf này đó ta chọn ra hai vector độc lập tuyến tính thôi còn nếu một số bạn không thích chọn hai vector này mà chọn vector đầu vector cuối hay là hai cái vector giữa và vector cuối này đều được cả nhé đều nói chúng 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 đều độc lập với nhau cả đấy Đấy là cách làm Như vậy về mặt trình bài trong các bài tập số 1 này Và theo các bước mà chúng ta trình bày này Thì ta sẽ làm như sau Đầu tiên ta sẽ kết luận ngay cái hệ à, Gồm có các vector là 100, 010 và 001 này là một cơ sở của R3 à, Cho nên ký hệ vector này, này à, Nó sẽ chính là một cái hệ sinh của IMF Đấy Nó sẽ là hệ sinh của IMF Thực ra cái lý do đơn giản là như này các em à, Vì à, IMF F nó đi từ R3 mà đúng không R3 vào qua bên này là là im ép đấy im ép nha IMF. thế thì cái này nó là một cái toàn cấu đúng không vì nó biến từ R3 quay này thành im ép mà có nghĩa là ép của R3 mà đây là một toàn cấu thì pin này nó là một hệ sinh thì qua bên này nó sẽ là một hệ sinh đúng không cho nên ở đây người ta nói này à, cái này nó là một cơ sở thì hiển nhiên nó là hệ sinh của R3 cho nên qua bên này nó sẽ biến thành hệ sinh cái hệ này chính là hệ sinh chứ nó chưa phải là cơ sở đâu nhé Đấy. thế thì muốn tìm hạng của f thì chúng ta sẽ đi tìm hạng của cái hệ vector này đây à, ta sẽ sắp các cái vector này thành các cái dòng của một cái ma trận và ta dùng phép biến đổi sơ cấp dòng đây là cái phép biến đổi mà chúng ta mới vừa làm khi nãy à, và tới đây ta sẽ được một cái ma trận bậc thang có hai dòng khác không cho nên ta kết luận là hạng của f ran f là bằng hai và từ cái hệ vector ban đầu này cái hệ vector đây ta sẽ lấy ra hai cái vector độc lập tính tính đó là hai cái vector này được chưa có nghĩa là cái im F nó có cái hệ sinh là đây. Như vậy cơ sở của nó sẽ là lấy hai cái vector này hoặc là hai cái vector đầu với cuối này hoặc là hai cái vector này, đều được cả. À, tuy nhiên ở đây người ta có thể lấy luôn hai cái vector nó được tạo ra từ cái phép biến đổi sơ cấp dòng của cái ma trận A này để làm cơ sở cho IMF, đều được. trả sao cả, đúng không? À, cái lọ này thì chúng ta đã biết cách làm ở trong cái à, tiết giảng trước à, liên quan về à, đi tìm cơ sở của một cái không gian vector con được sinh ra từ một cái hệ vector cho trước. Đây thì cái phần đó chúng ta đã từng làm rồi chúng ta lấy những cái vector ở trong cái phép biến đổi sơ cấp dòng của cái mặt trận A này, này ta làm cơ sở của nó cũng được điều tốt cả à. tuy nhiên cái hệ vector này này nó không phải là cơ sở của hệ không phải là cơ sở của hệ vector này đâu nhé nhưng nó chính là cơ sở của imf đấy khác nhau cái chỗ đó rồi ta qua tiếp một cái bài tập thứ hai ở đây cảnh sao tiến tính ép nó không cho dưới dạng các cái vector như này nữa mà nó cho dưới dạng một cái biểu thức luôn đúng không? ở đây người ta nói rằng là cho một cái tốn tự tiến tính ép tốn tự tiến tính, tính là đi từ các không gian vector ra hai vào chính nó và nó được xác định bằng cái công thức này và đề bài tập yêu cầu chúng ta là phải tìm ran của f và hãy chỉ ra một cái cơ sở của imf thế các em biết rằng là ran của f là chẳng qua là bây giờ chúng ta cũng sẽ lấy một cái cơ sở trong này đúng không như vậy từ trong r 2 này các em lấy cho thầy cơ sở và để cho nó tiện ta lấy cái cơ sở là 01 và à, 10 và 01 đó đây sẽ là cơ sở của R2 được chưa rồi bây giờ công việc của các chúng ta là biến cái cái vector à, 10 này qua bên này nó thành là cái vector gì à, các em thay x bằng 1 và y bằng 0 qua đây chỗ này là 1 và chỗ này là 0 đúng không đó như vậy là x bằng 1 và y bằng 0 thì cái này nó thành là 2 này Phải không à, chỗ này chỗ này nó thành 2 này và chỗ này nó thành là 1 đúng không 21 tiếp ta, ta lấy cái vector 101 ta bỏ vô đây đây là 01 này đó có nghĩa là x bằng 0 y bằng 1 như vậy chỗ này nó thành là trừ 1 này đúng không à, 11 được chưa đó như vậy là ta đã làm cái bước thứ hai sau khi chọn một cơ sở trong R2 tính cá cái vector này qua cái ảnh xạ tiến tính F để thành một cái hệ sinh cái này nó chính là hệ sinh của imf đúng chưa đại nó chính là hệ sinh của imf Đấy và muốn tìm hạng của nó thì chúng ta tìm hạng của hệ hai vectơ này thôi thì các em thấy rằng là cái hệ gồm hai vectơ là 2 1 và trừ 10 không 11 một cái này thì cái hệ cái ma trận này nó rõ ràng nó là một cái ma trận có định thức khác không à, vì ta lấy 2 nhân 1 là 2 mà trừ cho trừ 11 nó thành là 3 này khác không điều đó có nghĩa là hệ hai vectơ này độc lập tuyến tính nghĩa là cái hệ này nó chính là hệ sinh và trở thành cơ sở của em luôn nghe các em Đấy, cơ sở của em còn không thì các em sẽ cứ làm theo cái phương pháp như ở đây này ta đưa cái hệ vectơ này À, cái ma trận này về ma trận bậc thang đấy rồi ta kết luận thôi thì cái này nó trở thành cơ sở này đấy như vậy tới đây ta sẽ kết luận ngay là ran của f sẽ là bằng hai và cái hệ vector này đích thị nó chính là một cơ sở của mf luôn được chưa đấy cách làm như thế đây là cách trình bày của cái cái bài mà chúng ta mới vừa làm đúng không đấy đây người ta lập cái ma trận gồm hai vector là hai 21 và trừ 11 dùng phép biến đổi sơ cấp dòng để đưa nó về ma trận bậc thang và hai cái ma trận này đã là ma trận bậc thang rồi thì ta đếm số dòng khác không ta suy ra được hạng của của F là bằng 2. À, và các em để ý rằng là do cái hạng của F bằng 2 đó có nghĩa là im F đây này, này. Im F bản thân nó là một không gian với con của R2. À, mà chiều của nó bằng 2. Đúng. Đấy, chiều của nó bằng 2. Và nó bằng luôn chiều của R2. Nó bằng đêm của cái anh ra 2 này luôn Đúng không Bằng đêm của ra 2 này luôn Như vậy một cái không gian vector con Mà chiều của nó bằng không gian vector mẹ Thì đồng nghĩa với cái không gian vector con Nó nó bằng không gian vector mẹ à, Hay nói khác là Chỗ này ta suy ra được là imf là bằng r 2 luôn nè Mà imf bằng r 2 luôn Thì cái việc mà chỉ ra cơ sở của imf Chúng ta chỉ cần lấy luôn cái cơ sở 1001 này trở thành cơ sở của imf à, Cũng được cả Còn không thì một số bạn là lấy luôn Cái hệ vector là 21-11 trở thành cơ sở của emf thậm chí có một số bạn lấy cái vector là 21 và 03 phần 2 này à, làm cơ sở của emf đều được như nhau cả chả có sao hết không đấy à, Tuy nhiên mà với cái bài tập này thì người ta lấy luôn cái cơ sở của cái không gian vector R2 cơ sở chính tắc của nó vì hai cái này nó bằng nhau đâu hả làm cơ sở của emf đều được tiếp tục ta sẽ qua một cái bài tập số 3 à, cũng đi tìm à, hạng của một cái ánh xạ tiến tính, tính và cơ sở của nó có điều các không gian vector ở đây nó không phải là không gian vector Rn mà là một cái lụa ánh xạ tuyến tính à trên những cái không gian vector liên quan về đa thức ha. À, ví dụ ở đây người ta cho cái ánh xạ tuyến tính f đi từ R2x và R3x. Đây là những cái à, không gian vector gồm những cái đa thức à, theo ẩn x có bậc không quá hai à, và hệ số thực. Còn cái này nó chính là R3x này nó chính là cái không gian vector gồm tất cả những cái đa thức có bậc không vượt qua 3 hệ số thực và ẩn x ha. À, đấy và cánh sàn tuyến tính này nó được xác định bởi cái các cái công thức này và người ta yêu cầu là hãy tính cái ran của f và chỉ ra một cái cơ sở của f. thế bây giờ một lần nữa các em nhìn qua đây các em thấy này ở trong cái không gian r 2 nhé bây giờ f là nó biến cái vector một con số một này đó qua bên này là nó thành là 2x cộng 1 được chưa đây ta vẽ ra cho nó nhìn thấy cái này là x nè x qua bên này là nó biến thành là gì à, nó biến thành là một triệu x bình phương được chưa rồi tiếp tục cái anh x bình phương này á, qua bên này là nó biến thành là à, trừ x mũ 3 được. cộng cho 2x cộng 2 được chưa thì các em thấy rằng là ba cái vector là 1x và x bình phương này đấy hiển nhiên cái hệ này nó chính là một cơ sở đó, cơ sở của ai cơ sở của R2X Đấy, nó là cơ sở của R2X Như vậy là cái việc mà chọn cái cơ sở của R2X là ta có rồi nhé Và ta đã tính đề nó cho sẵn luôn F1, Fx và Fx bình phương qua bên này luôn Đúng không? Như vậy công việc của chúng ta là gì? Muốn tìm ran của F á Thì chúng ta phải tìm hạng của cái hệ vector sau đây à, Ta cần phải tìm hạng của hệ vector là 2X cộng 1 Rồi 1 trừ X bình Đúng không? Rồi trừ X mũ 3 Cộng 2X cộng 2 được chưa? đấy thế thì đối với một cái 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 không gian vector r x mà cái muốn tìm hạng của cái hệ vector này ta làm thế nào thế thì cái phần này là về phương pháp mà chúng ta đã biết rồi để tìm hạng của một cái hệ vector trong cái không gian r x thì đầu tiên ta phải ấn định một cái cơ sở trong này trước đúng không và trong r x thì các em biết rằng là nếu ta chọn A là bằng một nè x nè rồi x bình phương nè rồi x mũ 3 thì ngay lập tức cái hệ này nó chính là một cơ sở của R7. Được chưa? Rồi muốn tìm hạng của cái hệ vector này nè, ta làm như sau. Đầu tiên ta biểu thị tiến tính của cái hệ có nghĩa là xác định tọa độ của cái vector này đối với cơ sở A, không? Như vậy đầu tiên là ta phải viết 2x cộng 1 ra. coi thử là đối với cơ sở A đó à, thì tọa độ của nó như thế nào thì ở đây các em thấy rằng tọa độ của nó sẽ là 1 2 0 0. Ok chưa? ai À, nó thành là một này ứng với x là hệ số là hai này ứng với x bình phương là không có này ứng với x mũ ba cũng không có luôn này ha à. tương tự như cái vector này thì nó sẽ cho ra à, tọa độ ứng với cái cơ sở này sẽ là một không trừ một gì các em một không trừ một không đúng chưa rồi đối với cái vector thứ ba thì cái cơ sở của nó sẽ là hai à, cái tọa độ của nó sẽ là hai 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 đúng không rồi không trừ một như vậy muốn tìm cái hạng của cái hệ vệ tên đây này, này, chúng ta chỉ cần tìm hạng của cái ma trận được tạo ra từ các cái tọa độ này thôi. Đấy. À, như vậy các em sẽ lập ra cái ma trận sau đây. Được chưa? Đây là 1 0 trừ 1 0. Rồi đây là 2 2 0 trừ 1 đúng không? À, mục tiêu của chúng ta là phải đưa cái ma trận này về ma trận bậc thang này. Đấy, các em dùng phép biến đổi sơ cấp vào nhé. Ví dụ cái đây là ta 1 2 0 0 ta giữ nguyên phải không? À, rồi ta lấy trừ 1 ta nhân dòng 1 ta cộng xuống dòng 2 thì cái này là bằng 0 này. Cái này thành trừ 2 này. Cái này thành trừ 1, cái này thành 0 này. Đúng chưa? Rồi cái này ta nhân trừ 2 ta cộng xuống dòng 3 thì cái này thành 0 này. Các em nhân vô đây cho trừ 2 cộng xuống này thành trừ 2 luôn hả? Rồi cái này nó thành 0 trừ 1. Được chưa? Rồi tiếp tục các em lấy cái dòng 3 này nè. À, cái dòng 2 này các em cộng xuống cái dòng 3 à, nhân trừ 1 cộng xuống dòng 3 cho thầy thì nó sẽ ra tiếp một cái ma trận nữa là có dạng như sau ha. Đây 0 trừ 2 trừ 1 0 Rồi ta nhân trừ 1 ta cộng xuống nhé. Như vậy đây là 0 0 này. Ha. Nhân trừ 1 cộng xuống thì cái này nó sẽ là 1 này. Đây trừ 1. Đó. Thì các em thấy rằng là sau khi mà đưa về ma trận bậc thang thì cái ma trận này nó có hạng là bằng 3 chưa? Đúng không? Mà hạng bằng 3 đồng nghĩa với cái hệ vector này nó sẽ là hệ vector độc lập tuyến tính luôn. Vì cái hạng của ma trận này nó đúng bằng số vector trong cái hệ này nè. Được chưa? như vậy cái hệ này trở thành cơ sở của imf luôn đây lấy cái này mà cảm sinh ra thì cái này nó sẽ chính là bằng imf đúng chưa như vậy ta cái luận hạng của ranf là bằng 3 và bản thân cái hệ này nó trở thành một cơ sở của imf luôn còn muốn tìm cơ sở của imf mà không phải dựa vào cái hệ vector này thì các em lấy cái kết quả mà đằng cuối này các em nhân vô theo cái cột là một x x bình phương và x mũ 3. Đấy. Thì nó sẽ sinh ra ba cái vector tương ứng. Đây, lấy cái này cái dòng này nhân vô hướng cột này thì nó sẽ sinh ra một chúng ta một cái đa thức. Tiếp tục lấy dòng này nhân cột này thì nó ra một cái đa thức nữa. Rồi lấy cái dòng này nhân cột này ra một đa thức nữa ta được ba cái đa thức và ba đa thức đó nó chính là tạo thành một cái cơ sở của IMF. Đấy. Ngoài cái cách này ra nhé, thì ta dùng cái cách này. Đấy thì trong cái phần mà à, đi xác định cơ sở và chú chiều của một cái không gian vector được sinh ra bởi một hệ vectơ cho trước hay còn gọi là bao tuyến tính của một hệ vectơ đấy thì trong cái phần tiết đó chúng ta cũng đã biết các cách để đi xác định cơ sở của một cái bao tuyến tính rồi đúng không thì cái bài toán này nó cũng hoàn toàn tương tự chả có gì khác cả rồi như vậy là trên cái tinh thần với cái phương pháp giải như vậy thì ta sẽ trình bày cái bài toán này như sau đấy các em thấy rằng cái cách làm thì nó cũng tự tự thế thôi đầu tiên là chúng ta có rằng cái hệ 1 x x phương đã là, là cơ sở của r hai x và cái E nó chính là cái cơ sở chính tắc của ER7 và ta lần lượt đi xác định tọa độ của các cái vector à, uh, 2x cộng 1 rồi 1 trừ x bình với lại trừ x mũ 3 cộng 2 cộng 2 đối với cơ sở E và ta sắp các cái tọa độ này theo các cái dòng và tạo thành một cái ma trận dùng phép biến đổi sơ cấp dòng để đưa cái ma trận đó về ma trận bậc thang đếm số dòng khác không trong ma trận bậc thang để kết luận hạng của web được chưa? Đấy do hạng cái này bằng 3 cho nên ra đấy bằng 3 này mà do ran f bằng 3 có nghĩa là cái hệ vector 2x cộng 1 rồi 1 trừ x bình rồi trừ x mũ 3 cộng 2x bằng 3 này nè nó trở thành hệ vector độc lập tuyến tính đúng chưa trong imf luôn đây nó lấy luôn lại nguyên cái bộ này đây trở thành một cơ sở của imf được chưa đây. rồi ta à, bây giờ ta sẽ qua tiếp một cái bài tập nữa à, liên quan về à, ánh xạ tuyến tính hả đây nhưng mà nó có tính lý thuyết một chút thì cái phần này nó sẽ liên quan đến kỹ thuật chứng minh ở đây người ta cho v là một cái không gian vector hữu hàng chiều trên cái trường số thực và u nó là một cái không gian vector con của v bây giờ người ta yêu cầu là hãy chứng minh rằng là tồn tại một cái toán tử tuyến tính f trên v mà sao cho im f nó chính là bằng u này này và nhiệm vụ chúng ta là phải chỉ ra cái toán tử tuyến tính đó Được chưa nè đây và nhớ rằng ở đây v đây nó cho là một không gian vector hữu hàng chiều nhá hữu hàng chiều được chưa rồi thế thì phương pháp làm thế nào có nghĩa là ở đây ta có một cái không gian với tờ v này và trong này nó có một không gian với tờ con u này được chưa rồi và bây giờ nhiệm vụ chúng ta là hãy chỉ ra một cảnh xạ tuyến tính f đi từ v vào chính nó được chưa mà sao cho cái imf bên này này đây cái này là im f này nhá đó im nó đúng bằng u này luôn đấy đúng bằng u này luôn được chưa có nghĩa là f qua bên này đó nó F qua IMF là nó thành cái này đây. Đấy. Và cái IMF này nó đúng bằng câu này. Được chưa? Và nhiệm vụ của chúng ta là phải chỉ ra cái ánh xạ tuyến tí tính đó. Thế thì trước khi mà đi qua cái phần bài tập này thì thầy nhắc lại cái cách để xác định một ánh xạ tuyến tí tính mà chúng ta đã học trong một tiết trước. Đó là gì? À, nếu như chúng ta có hai cái không gian vector, à, đó là không gian vector X và không gian vector Y là hai cái không gian vector hữu hàng chiều. Và ở đây ta có à, X1 vân vân xn nhé. Nó là một cơ sở của không gian vectơ X. Và y1 vân vân cho đến yn nó là một hệ vectơ tùy ý trong không gian vectơ y. Thế thì lúc này người ta bảo rằng tồn tại duy nhất. Ừ. đây, nhắc lại một lần nữa nè. Ở đây ta cho hai không gian vectơ X y nhé, là hai cái không gian vectơ hữu hàng chiều nhé các em. X là một cái không gian vectơ hữu hạn chiều và nó có x1 vân vân xn là cơ sở của nó. Đây là cơ sở nha. Của x nha. Còn y1 y2 vân vân yn nó là một hệ vectơ tùy ý trong y thôi nha. Thế thì lúc này người ta bảo này, lúc này sẽ tồn tại duy nhất một ánh xạ tuyến tính f đi từ x vào y. Lúc nào cũng có. Mà sau cái ánh xạ tuyến tính này nè nó thỏa mãn điều kiện là nó biến cái vectơ x1 này, này này thành cái vectơ y1 biến của vector x2 thành vector y2 vân vân biến của vector xn thành vector yn bao giờ cũng tồn tại một ánh xạ tuyến tính như vậy nha nhớ cái điều đó và khi ta nắm cái vững cái định lý này rồi thì cái việc giải bài toán này nó cũng khá là đơn giản thôi nha đó phương pháp làm như sau đầu tiên các em để ý rằng là nè ở đây ta cho v nó là một không gian với hữu hàng chiều và u nó là một không gian với con của v như vậy chắc chắn rằng là ký à, cái v này và u này nè chúng ta sẽ xác định cái cơ sở của nó có nghĩa là từ cái không gian vector U này, à, các em xây dựng cái cơ sở của nó vì nó là một không gian vector hữu hàng chiều mà, cho nên chắc chắn nó sẽ có cái à, một cái cơ sở từ U1 cho đến Um nào đó và do U nó là không gian vector con của V, cho nên ta hoàn toàn có thể bổ sung thêm vào cái cơ sở của U này nè cho nó nhiều lên, nhiều lên cho đến khi nào gì, cho đến khi nào nó sẽ trở thành một cơ sở của V luôn có nghĩa là ta bổ sung vào trong cái cơ sở của u này nè đây là không gian vector v nha các em và đây là u và giả sử như cái này nó là cơ sở của u thế thì các em sẽ bổ sung thêm vào ở trong u này này những cái cơ sở những cái vector mà nó nằm ở trong v đây giả sử như ta bổ sung thêm được k cái vector nữa để bổ sung thêm vào trong cái hệ vector của u này đấy hệ vector từ u1 đến um này thì nó sẽ biến thành một cơ sở của v đấy nó biến thành cơ sở này và cái điều này ta hoàn toàn làm được nó không làm được vì v nó là một không gian vector tay hữu hàng chiều cho nên cái chuyện này chắc chắn là sẽ làm được được chưa như vậy như vậy đây là một cơ sở của không gian vector v đúng chưa như vậy là ta sẽ có v này và đây là cơ sở của nó rồi đây là v này được chưa thế bây giờ trong v này á thì các em sẽ xác định cho thầy một cái bộ vector mà nó bằng cái số lượng vector ứng với cái cơ sở của v này đó là ta lấy cũng u1 vân vân cho đến um còn lại ta lấy bằng không hết k vectơ còn lại ta lấy bằng không như vậy ta được đây sẽ là một hệ vectơ trong v đúng chưa và đây là một cơ sở trong v như vậy theo cái tính chất mà hồi nãy ta mới vừa nói hết, thì chắc chắn sẽ tồn tại duy nhất một ánh xạ tuyến tính f đi từ v vào v để sao cho cái u một này này qua bên này nó biến thành con u một này u 2 này qua bên này nó sẽ biến thành cái con u hai chỗ này vân vân u UM nó sẽ biến thành con u UM chỗ này rồi cái con v 1 này nó sẽ biến thành con không v 2 cũng biến thành con không và cái vk này cũng sẽ biến thành con không Đấy, như vậy tồn tại, đúng không? Như vậy theo cái định lý như hồi nãy chúng ta nói rằng là Cái chuyện mà xác định một cái ánh xạ tiến tính Thì bên này nó chỉ cần một cái cơ sở thôi Và bên này chỉ cần một hệ vector tự ý nào đó Thì ngay lập tức sẽ có duy nhất một ánh xạ tiến tính Đúng chưa? Như vậy là ta sẽ có ngay à. Khi đó theo cái định lý về sự tồn tại ánh sả tiến tính Thì lúc này nó sẽ tồn tại duy nhất một cái ánh xạ tiến tính F đi từ V vào V Mà sao cho cái vector UI Nó sẽ biến thành vector UI có nghĩa là biến vector u1 thành u1, u2 thành u2 vân vân, um thành um. Còn lại tất cả những cái vector từ v1 đến vk này biến qua này nó thành cái vector không hết. Được chưa? Đây. Đây là cái sự tồn tại của f. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là gì? Với cái ánh xạ tuyến tính mà vừa xác định như thế này này thì nhiệm vụ chúng ta hãy chứng minh rằng là im của f bằng u là được. Đúng không? Rồi, bây giờ tôi chứng minh im f bằng u này. Sau khi mà tồn tại ánh xạ tuyến tính f thỏa mãn điều kiện này rồi đó thì muốn chứng minh IMF bằng U thì ta chứng minh như sau đầu tiên ta lấy một cái phần tử x hay là một vectơ x thuộc U và ta chứng minh nó thuộc vào trong E F ngược lại ta lấy một cái vectơ thuộc IMF F ta chứng minh nó thuộc vào trong U thì ngay kết luận hai cái này bằng nhau đúng không muốn chứng minh hai cái tập hợp bằng nhau thì ta chứng minh phần tử thuộc tập này thì thuộc tập kia và ngược lại là được nha đấy thế ta làm như thế nào đầu tiên là các em sẽ lấy một cái vectơ x nào trong U này thế thì khi mà x cái nào trong U á thì do cái hệ vector này nó là cơ sở của u đúng không như một vector mà nằm trong u thì chắc chắn nó phải biểu thị tiến tính được qua cái cơ sở này thì đó có nghĩa là tồn tại một cái bộ số thực từ a1 đến am để sao cho cái vector x nó sẽ được viết thành tổng của các cái phần tử AI nhân u mà y chạy từ 1 đến m đúng chưa rồi bây giờ nhiệm vụ chúng ta phải chứng minh rằng là x nó rơi vào trong imf đúng không đấy thì các em để ý rằng là bản thân của vector u này nó chính là bằng fu luôn đúng không? Ui thay bằng FQ cho nên ta thay cái Ui này nè thành F của UE. và do cái F này là một ánh xạ tuyến tính, tính cho nên cái tổng này nó sẽ biến thành cái tổng này luôn đúng không Đấy vì chúng ta rằng biết là F của cái AI uh, nhân Ui thì nó bằng gì cả bằng AI nhân F Ui mà đúng không Đấy, đối với xạ sản tiến tính thì hàng số có thể đưa ra ngoài được cho nên là cái cái tổng này này cái biểu thức này nó sẽ biến thành cái biểu thức này và uh, f của tổng thì bằng tổng của các f ha đấy tổng của các f cho nên là cái này nó sẽ viết ra được thành cái này mà x mà nó viết thành cái dưới dạng là f của một cái vector nào đó ha đây x nó viết thành là f của cái tổng này như vậy chứng tỏ rằng là x nó thuộc vào imf đúng chưa Đấy x nó thuộc vào imf vì cái tổng này là nó nằm trong u này cái này nó thuộc vào trong u đúng không đây thực ra cái này nó thuộc vào trong u luôn đấy mà nó thuộc trong u có nghĩa là nó thuộc vào trong v Đấy. mà nó thuộc vào trong v thì chứng tỏ rằng là nó nằm trong fv cái này cái vector x này nó thuộc vào fv mà thuộc vào fv chính là nó thuộc vào imf được chưa như vậy là ta đã chứng minh xong cái chiều đầu tiên đó là lấy một vector x nằm trong u thì suy ra được x nó nằm trong imf bây giờ tiếp tục ngược lại ta lấy một cái vector nằm trong imf đây ta lấy một vector y nằm trong imf và y mà nằm trong imf thì đồng nghĩa với phải tồn tại một vector x thuộc trong v đúng không vì F nó đi từ v vào v mà đúng chưa đấy và đây trong này nó có imf đúng không imf như vậy là ta lấy một cái vector y trong này thì ngay lập tức nó phải có một cái x ở trong v này để cho f của x là bằng y được chưa f của x của mình là nó bằng y đấy. như vậy có x thuộc v sao cho fx bằng y và các em lưu ý rằng là cái v ấy, ở đây nó có cái cơ sở là đây này mà một cái vector x nằm trong v ấy, thì bao giờ nó cũng biểu thị tính tính được qua cái cơ sở của cái v này cho nên ở đây nó sẽ tồn tại chúng ta hai cái bộ số từ B1 đến BM và từ C1 đến CK để cho cái vector x nó được viết cái dạng tổng hay còn gọi là biểu thị tuyến tính, tính hoặc tố hợp tuyến tính, tính của các cái vector trong cơ sở của V có nghĩa là đây rồi sau đó các em lấy F vào tác động F vào trong hai vế của cái đẳng thức này và áp dụng tính chất tuyến tính của F để ta đưa cái à, cái hàm cánh xạ F vào trong từng thành phần ha như vậy từ đây ta lấy F qua này nha yeah. thì nó bằng f của cái tổng này đúng không các đấy mà f của x thì nó bằng y cho nên ta viết là y bằng f x là bằng f của cái tổng này mà f của tổng thì bằng tổng hai cái f này và ta đưa cái f nó vào trong f vào trong từng thành phần thì nó thành cái này đây được chưa vì f nó là một ánh sáng tuyến tính mà và những cái này nó hàng số thì f của tổng bằng tổng các f và hàng số đưa ra ngoài được cho nên ta viết thành cái này và các em lưu ý rằng là theo cái định nghĩa của f á, là những cái anh chàng v này này qua bên này nó biến thành không hết như vậy là cái này nó biến thành không ấy như vậy cái tổng đằng sau này nó bằng không này như vậy nếu chỉ còn lại cái này thôi đúng không mà fu thì bằng u nên F này bằng u cho nên cái này ta thay bằng u luôn đấy cho nên nó thành cái này đây mà các em lưu ý rằng là các cái từ u1 cho đến um này là cơ sở của u như vậy tổ hợp tiến tính này nó sẽ thuộc vào u được chưa vì cái u1 cho đến um này là một cơ sở của u mà cho nên cái tổng này chắc chắn nó phải nằm trong u như vậy điều đó chứng tỏ cái vector y này này thuộc vào u không à, Đấy, một vectơ y thuộc Imf thì nó thuộc vào U điều đó có nghĩa rằng tóm lại là IMF bằng U. Như vậy ta đã chứng minh xong, đúng chưa nào? đây là một cái bài tập có tính lý thuyết. Và các em lưu ý rằng cái bài tập này nó không những đúng với trường hợp không gian vectơ hữu hạn chiều đâu. Mà trong trường hợp không gian vectơ vô hạn chiều nha. điều này cũng đúng. Có điều là đối với cái trường hợp không gian vectơ vô hạn chiều đó thì cái cách giải nó không còn giống như thế này nữa. Phương pháp giải nó sẽ khác đi Và cách giải nó sẽ khó hơn à, Chúng ta phải sử dụng đến một cái tiên đề à, Mà trong à, Các cái à, Lý thuyết toán hiện đại người ta rất thường hay dùng Đó là tiền body à, à, Tuy nhiên có bạn nào mà nghiên cứu sau Về cái này thì chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ hơn à, Còn ở đây thì mục tiêu của chúng ta là Chỉ giải quyết những bài tập khá là cơ bản Và dễ thôi Cho nên ở đây thì chỉ sát trong cái trường hợp không gian Với tài hữu hàng chiều để chúng ta làm quen với kỹ thuật à, Chứng minh một cái bài toán trong đại số tuyến tính nó như thế nào được chưa nào rồi bây giờ chúng ta sẽ có một cái bài tập nho nhỏ về nhà để chúng ta rèn luyện thêm nha ở đây người ta cho một cái toán tử tuyến tính f đi từ không gian với tay r3 và r3 và nó được xác định bằng cái công thức như thế này được chưa bây giờ người ta yêu cầu là tìm ran của f có nghĩa là tìm cái chiều của imf ấy. Thế các em để ý rằng là những cái vector sau đây là 100 này. Rồi tiếp một cái vector nữa là đây 001 ha à 011 nha. Rồi tiếp một cái vector nữa đó là vector 002. Đấy. Thế thì các em để ý rằng là cái cái ma trận được tạo ra từ cái vector này nó là một ma trận bậc thang có 3 à có 3 dòng khác không điều đó có nghĩa rằng cái hệ vector là 100 011 và 002 này nó chính là cơ sở của R3 nhé. Đấy. Và để tìm rank của F thì chúng ta tìm hạng của cái hệ vector được tạo ra bằng cách lấy ép tác động vào các cái vector trong cơ sở của R3 này nghĩa là ta phải tìm hạng của hệ vector sau đây à, 21 3 rồi 11 -1, 1 đúng không rồi gì nữa rồi 32m đấy và để tìm hạng của nó thì chúng ta tìm hạng của ma trận này luôn à, ta sẽ đưa cái ma trận này về ma trận bậc thang nha các em và tất nhiên cái việc mà M nó cho bằng trừ 4 thì các em thay trừ 4 qua đây Đấy, các em đưa về ma trận bậc thang thì các em sẽ biết ngay hạng của f nó bao nhiêu và câu b là người ta yêu cầu tìm m để hạng nó đặt minh như vậy là trong cái trường hợp của b ấy, thì m ở đây là tùy ý các em cũng đưa nó về ma trận bậc thang và tùy theo cái giá trị của m để em kết luận cho hạng của cái ma trận f À hạng của căn sản tuyến tính f và từ cái kết luận m đó thì chúng ta sẽ biết ngay minh của nó là bao nhiêu từ chưa này đại thì tất nhiên rằng là cái này chẳng qua là đi giải và biện luận hạng của một cái ma trận theo m mà thôi rồi, à, đây là cái dạng bài tập đầu tiên à, liên quan về à, ảnh và nhân của một ảnh xạ tuyến tính và đây là một những cái dạng bài tập mà chúng ta cần phải để ý, đặc biệt là ba cái ví dụ đầu tiên về kỹ thuật xác định hạng của một ký ma trận cũng như là đi xác định cơ sở của một cái ảnh của một ảnh xạ tuyến tính, được chưa? Đấy. Tiết học đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các tiết học tiếp theo.